thật sự là ô tô bây giờ nó quá rẻ luôn. Đấy, anh chị nhìn được cái tem mạc. À, ok chưa? Đó. Sự là coi như là nó còn rẻ hơn xe máy mới. Nhưng em này, vâng, chào anh chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì phải nói là rất nhiều anh chị hỏi em Trung là cái mẫu xe Smart 2011 này quý anh chị thay một cái xe máy. Thật sự là bây giờ ô tô bây giờ rẻ xe máy là có thật luôn, đúng không quý anh chị? Thì anh chị đang thấy thì xe này em Trung đã phối cho em nó gọi là hai cái màu, nhưng mà chẳng hạn như cái xe này anh chị muốn dán cái tem gì hay là được cái này riêng cái màu này mà anh chị lên cái bộ tem này thì rất không cần phải suy nghĩ. Và đặc biệt khi anh chị bữa nay nó gọi là cái đăng kiểm mà nó gọi là nó thay đổi màu á quý anh chị nha, thì có nghĩa là anh chị không đăng kiểm được. Nhưng cái này em Trung gọi là cái màu này nó gọi là mình đang giữ màu bạc, nó chỉ cần 50% là anh chị đăng kiểm được rồi, nhưng cái này nó là trên 50% rồi quý anh chị nha. Anh chị thấy không, form dáng rất đẹp luôn, thay một cái xe máy thì bởi vậy tại sao mà một cái mẫu xe cỡ nhỏ quý anh chị đó, mưa nắng khi anh chị mà đi ngoài đường trời mưa trời gió hoặc đèn xanh đèn đỏ hoặc là những kiểu là trời mưa gọi là anh chị mới thấy gọi là cái cực khổ. À, quý anh chị nhá. Thế ngày hôm nay thì anh chị quan tâm đó, nếu mà chẳng hạn như anh chị ở xa thì mình lên tới tận nơi, và chẳng hạn như anh chị ở gần thì mình lên tới tận nơi quý anh chị nhá. Đó, form dáng rất đẹp chưa, đôi mắt huyền bí. Xe này em Trung đã cho em nó vô gọi là dọn, gọi là để chơi để kiểng cô chú anh chị không. Form dáng thì anh chị cũng cần suy nghĩ. Đặc biệt thêm nữa là anh chị phải không, đời cao luôn, đời 2011 cô chú anh chị nhá, đời 2011 đấy. Anh chị mua cái xe này về chỉ việc đi, chỉ việc chiến thôi quý anh chị. Đây và tiếp tục đây thì anh chị cũng thấy vỏ lốp của em nó thì cũng còn được hầu như là mới cô chú anh chị nha. Nếu mà xe này thì khi mà thay cái dàn vỏ này thì chắc chạy đâu đó lăn quăn thì chắc tầm có khoảng 1.000 km thôi quý anh chị nha. À, cụm đèn anh chị nào, hai bên rất sáng luôn, như mới tất cả cái. Em này thì đăng kiểm khá dài cô chú anh chị, đăng kiểm em nó còn tới tháng 8 năm 2024. À, sorry quý anh chị, 24 chứ không phải là 24 nhá. Cùng theo cho em Trung luôn, lướt sơ cái phần nội thất luôn cô chú anh chị nhá. Đây thì anh chị đang thấy này, à, vô lăng này, đẹp chưa? Nội thất tất cả cái này, đó. Phải nói là thật sự là một cái mẫu xe đáng đồng tiền bát gạo cho cô chú anh chị về tập chạy, tập lái, che nắng, che mưa. Thật sự là giá còn rẻ hơn xe máy nữa cô chú anh chị. Này, từ những cột kèo, chẳng hạn như anh chị nếu mà ở xa nhá thì mình coi hết video, chẳng hạn như anh chị ở gần thì mình lên tới tận nơi mình trải nghiệm đó. Và xe này em Trung chưa rửa quý chị nha, chỉ mới sơn đằng bên ngoài thôi đó. Xe đẹp, được gia chủ ngày xưa đi cũng rất là kỹ luôn, dán băng keo tất cả một cái quý chị nha. Tiếp tục riêng xe này thì anh chị cũng cần suy nghĩ đây, lạnh bút sâu tới điểm G quý anh chị. Đây còn những cái tapi đây quý chị này đó, từ những đằng trong này học đang còn rất sâm zin từ những cái keo chỉ quý anh chị nha. Đó, anh chị thấy không? Vỏ lốp thì bốn cái đều y chang nhau rồi quý anh chị, nên là anh chị không cần suy nghĩ đâu. Tiếp tục về cái phần đằng sau của em nó thì phải nói là form dáng được cái là gọn gàng, xinh xắn, đẹp trai cô chú anh chị ha. Đẹp không cô chú anh chị? Phối màu rất ok luôn quý anh chị nha. Chẳng hạn như anh chị về muốn dán một cái bộ tem này, chẳng hạn một cái tên thương hiệu của mình, chẳng hạn như là ABC gì đó, à, làm một cái đường tem đây nhỏ nhỏ rất ok luôn quý anh chị. Cái dòng này thì thật sự là để nói với quý anh chị rằng thay một cái xe máy thôi, uống thì coi như là bây giờ anh chị mua một cái xe này chẳng hạn như là một cái xe Attila mà ngày xưa thì thật sự là khi em Trung nghĩ là em nó còn uống hơn như một cái xe này quý anh chị. À, form dáng đẹp chưa, xe này rửa ra nữa thì phải nói là nhất bài rồi. Đây treo led này, à, Smart rẻ hơn xe máy quý anh chị. Đây từ những cái cột kèo quý anh chị nha. Đây xe này chút xíu em Trung sẽ dọn lại tất cả những cái nắp này cho đẹp luôn. Đây quý anh chị này, và cái đằng phần đằng trong này thì anh chị đang thấy được cái thì chẳng hạn như là anh chị muốn chở đồ chở đạc, hay là anh chị muốn đi gọi là những cái cung đường nào, hay là chở con người quý anh chị nha. Thấy một cái xe máy rồi, từ những ổ khóa anh chị đâu chỉ có bụi thôi.
cái này rửa ra đẹp sạch sẽ gọn gàng quý anh chị. Thì cái xe này em Trung mới cho em nó chỉ có sơn một nước ngoài và áo keo vừa mới bát cho quý chị nha. Đây, vỏ, bốn cái vỏ thì đều y chang nhau. Tiếp tục, từ những cái táp bi này, từ những keo chỉ rửa là đẹp như cậu với mợ rồi đó. Nên cái dòng này thì thật sự là nó uống quay xăng này quý chị. Nội thất tất cả cái quý chị ok chưa? Đây, tiếp tục em Trung sẽ đề nổ luôn cái máy cho cô chú anh chị thử cái. Xe này thì anh chị cũng cần suy nghĩ nhé. Và đặc biệt là coi như là máy của em nó là có bảo hành. Máy em này thì anh chị cũng cần suy nghĩ đây. Chín châu bò đó. Đem Trung thử đề nổ cái máy cho cô chú anh chị xem luôn. Đó, nhích cái nổ anh chị xem cái máy của em nó rất là mạnh luôn. Đó. Tiếp tục đem Trung bật cái lạnh xem không biết có không. Chắc có luôn cô chú anh chị ạ. Lạnh lên phát là phà luôn cô chú anh chị nha. Đây, và tiếp tục em Trung sẽ quay luôn, dở luôn cái phần máy và quay luôn cho cô chú anh chị luôn. Nên là chẳng hạn như anh chị ở xa thì mình coi hết video, anh chị ở gần thì mình nên tới tận nơi trải nghiệm đó cô chị nha. Thật sự là ô tô bây giờ quá rẻ luôn. Đấy, anh chị nhìn được cái tem mạc đó, ok chưa? Đó, thật sự là coi như là nó còn rẻ hơn xe máy. Bây giờ anh chị đi một cái SH bây giờ nó bao tiền này đúng không? Nhưng em này, đây, tất cả cái quý anh chị này, ok chưa, đẹp chưa, quá đẹp luôn quý anh chị nha. Chỉ có rửa ra là đẹp thôi, anh chị nhìn cỗ máy này không có chuyện mà xì xẹp nhớt nheo nha. Đó, cabo này, đó, chỉ có dơ thôi, đó, dọn lại rửa phát là ok rồi, đẹp rồi. Đó thì thôi, anh chị muốn quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung, số điện thoại em Trung có để trên phần tiêu đề và mô tả nha. Và giá dành cho anh chị xe này thật sự là quá ok luôn, chỉ với 60 triệu thôi.